Xin chào quý vị và bạn. À, nhắc đến thương hiệu JBL thì chúng ta không thể nhắc không nhắc tới cái model JBL L300. L300 là một trong những cái dòng loa thuộc top dòng loa cao cấp của JBL. À, đặc biệt là 300 là một trong những cái model của cái dòng L, là một trong những cái model lớn nhất của cái series L. À, nó có rất nhiều các cái series L. L300 là, là cái dòng uh, cao cấp nhất. <laughs> Luôn được anh em chơi audio lấy đó là một cái mục tiêu cũng như là lấy đó là một cái tiêu chuẩn để hướng tới để uh, uh, nâng cấp hay là để, để 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 vươn tới cái cặp L300 Summit này. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em cặp loa JBL L300 Summit uh, hàng đẹp xuất sắc. Anh em lưu ý là trên thị trường thì có rất nhiều các phiên bản màu gold nhưng uh, chúng ta nên lưu ý rằng JBL thì chỉ có duy nhất là 100 À xin lỗi là JBL chỉ có duy nhất là Một model đó chính là Century Gold chứ không phải là 100 Gold Chúng ta vẫn thường gọi là 100 Gold nhưng tên thực tế của nó là Century Gold đúng không ạ? Đây là một cái cặp loa kỷ niệm Của hãng JBL uh, Thì uh, hãng mới làm cái cặp loa màu gold đó thôi. chứ còn lại thì tất cả những cái phiên bản mà màu gold ở trên thị trường, JBL trên thị trường thì đều là hàng uh, làm lại và là đều là hàng được Việt Nam gia công làm lên. chứ uh, hoặc là những cái phiên bản mà chúng ta nhập từ uh, bên nhật về thì của những cái thương hiệu cái bên nhật làm lên. chứ còn uh, Jin của hãng thì không có phiên bản gôn cho là 300 cũng như 4343 hoặc là 4344 thì trên đây là em chia sẻ thực tế không giấu giếm gì cả bởi vì rất nhiều anh em vẫn hay thường hay hỏi là có là 300 gôn hay là 4344 hay 433 gôn hay không thì em xin giải thích luôn với anh em đấy không phải là hàng chính hãng đấy là phiên bản độ được anh em chơi độ lên hoặc là được những nhà thương mại độ lên thì hiện tại thì ở Việt Nam thì trong Sài Gòn họ đã làm được cái việc này Uh, kèm vào đó thì chúng ta phải chi thêm một cái mức tiền rất là lớn uh, và với cái trình độ ở việt nam hiện nay thì uh, mạ nó cũng không được đẹp bởi vì là chúng ta dùng một thời gian nếu như chúng ta muốn biết chất lượng nó như nào thì chúng ta hãy tham khảo những anh em chơi trước dùng một thời gian thì nó sẽ bong chóc thôi và cái chất lượng mạ ở việt nam nó không được cao đâu uh, chính vì vậy chúng ta hãy cân nhắc trước khi mua bởi vì là chúng ta mua cái bản gôn thì uh, sẽ phải chi thêm một mức tiền rất là lớn. Ví dụ như những cái cặp loa 4344 thì giá thị trường rơi tầm khoảng độ 4344 uh, mà cả hai chưa vào tầm khoảng độ 100 uh, uh, 40 triệu thì uh, chúng ta chơi bản gôn thì phải thêm rất nhiều tiền cũng như là 300 trước mặt chúng ta. Uh, thôi không nói vòng vo nữa. Cặp JBL là, là 300 Summit trước mặt chúng ta là một cặp nguyên zin, nguyên bản và shop em đặc biệt là không bán hàng độ. Bởi vì là cái hàng đó thì uh, uh, nói sao, dù sao nữa thì uh, khi chúng ta mua thì trả giá rất cao. Nhưng khi uh, chúng ta mà muốn nâng cấp thì em chắc chắn rằng một là shop không nhập lại, hai là sẽ mất giá rất nhiều. Còn những cái bản zin thì chúng ta có chơi hay là chúng ta có nâng cấp thì bán đi đâu cũng được và rất dễ dàng. Đặc biệt là cái uh, hình thức của nó không bị xuống cấp như là những cái phiên bản độ. Bởi vì phiên bản độ ở Việt Nam chúng ta, trình độ của uh, Việt Nam chúng ta làm nó chưa được đẹp đâu. Uh, cặp Zibila là L300 Summit Hàng Zin này uh, Nó sử dụng một cái cấu hình Rất là lý tưởng Loa bát 40cm Màng giấy gần mút Sử dụng cái củ là 136A uh, Loa chung Một loa chung kẹt Mà hiện nay em đang uh, đậy cái uh, Màng suối này vào rồi Đây, chúng ta cùng xem Đây là cái tán uh, âm Một loa chung kẹt và một loa chép dìu Anh em lưu ý là đây là chép dìu nhé à, Không phải làm từ kim cương đâu Anh em cứ gọi vui vậy thôi Chứ nó không phải làm từ kim cương à, Loa bát thì à, như chúng ta biết Thì JBL đa phần là Theo thời gian Thì nó đã mủn rồi thì à, Về shop em đã thay Bằng loại gân tốt có chất âm rất mềm mại và chắc gọn khi chúng ta chơi uh, uh, so với những cái gân cũ lâu ngày nó bị cứng hoặc bị chai hoặc là bị uh, nhão quá hoặc là mụn rồi, đúng không ạ? là 300 trăm Summit. À, trên đây là loa chép dìu, loa chép này thì uh, cho chất âm rất là hay, mềm mại, rất là mỏng và chi tiết, đúng không Trung kèn. Ở phía trên thì uh, là 300 Summit được trang bị một cái tấm kính rất đẹp đúng không ạ? Giống như là 65 Zuban thì đây nó thiết kế cũng gần tương tự như vậy. Cũng có một tấm kính bên trên đúng không Loa JBL là 300 Summit thì được shop em bán ra với giá là 130 triệu. Hàng đẹp xuất sắc, nguyên bản, không độ đẽo gì cả, anh em chơi yên tâm. Đúng không? Bán đâu cũng được. Uh... tiếp theo thì em sẽ test vài bản nhạc gửi đến anh em để anh em cùng uh thẩm âm cùng thưởng thức cái chất âm của cặp loa JBL L300 Summit này. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.